Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 đô la cái token DMI để nhân cái sự kiện là Halloween. Thì để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, thì sau đó thì mọi người sẽ làm các nhiệm vụ ở trên Twitter này của nó nhé. Rồi ok, thì cái yêu cầu của nó là nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter này, retweet, like và test thẻ 3 người bạn. Rồi sau đó thì nó có trích dẫn là cái đường link Telegram và Medium của nó, mọi người join vào hai kênh này. Và sau đó cuối cùng là sẽ điền vào cái form nhé. Rồi ok, thì bây giờ là sẽ follow retweet này. Rồi mọi người bấm vào cái domino này, chọn follow này. Ok, sau đó thì mọi người sẽ retweet lại cái bài đăng của nó. Chọn like này. Chọn retweet và test thẻ 3 người bạn cho mình. Rồi ok, sau đó sẽ quay trở lại. Rồi mọi người sẽ join vào kênh Telegram này. Ok, chọn join này. Rồi quay trở lại Twitter này. Tiếp tục join vào Medium, mọi người bật VPN lên để join vào Medium nhé. Ok. Rồi join vào Medium này. Rồi chọn follow. Ok. Và quay trở lại Twitter. Rồi tiếp theo là mọi người sẽ bấm vào cái form này để điền form nhé. Rồi mọi người sẽ điền cái form này vào cho mình. Thì đầu tiên là nhập username của Twitter. Rồi tiếp theo thì nhập cái đường link retweet mà test thẻ 3 người bạn nhé. Mọi người về Twitter cho mình nhé. Ok, bấm chọn hồ sơ. Rồi chọn tweet và trả lời. Thì sau đó thì sẽ copy cái đường link retweet này. Ok, quay trở lại. Dán nó vào. Rồi sau đó thì nó yêu cầu là mọi người là chụp một bức ảnh mà mọi người đã join vào kênh Telegram của nó nhé. Và để lại một cái tin nhắn. Rồi sẽ vào Telegram này. Rồi ở đây thì mọi người sẽ để lại một cái tin nhắn cho nó nhé. Một cảm nhận. Rồi, mọi người có thể viết một vài dòng tin nhắn và viết bằng tiếng Anh nhé. Rồi ok, sau đó gửi lên. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ chụp lại màn hình. Ok, mọi người sẽ chụp lại màn hình. Rồi sau đó quay trở về cái biểu mẫu này. Bấm vào cái mục thêm tệp. Rồi chọn từ thiết bị này. Rồi ok, mọi người sẽ gửi cái ảnh lên cho nó. Và bấm vào chữ tải lên nhé. Ok, thì ở đây thì nó hỏi là bạn biết đến cái chương trình AirDrop này từ đâu, thì mọi người bấm vào mục khác này nhé. Thì ở đây mọi người sẽ điền là A còng, tức là cái mã mời đấy. Rồi mọi người điền giống như này nhé, bảo bảo 2009. Và cuối cùng là nhập địa chỉ ví BSC. Ok, sau đó bấm gửi đi. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.